Nhìn những hình ảnh này, ít ai nghĩ được bà Nguyễn Thị Nga, Quốc Oai, Hà Nội là bệnh nhân ung thư cổ tử cung. Nếu như trước đây, trong ngôi nhà này chỉ có những tiếng kêu la trong những cơn đau của bệnh, thì bây giờ đã khác. Sức khỏe của bà đã và đang hồi phục dần sau những lần phẫu thuật, và bà có thể chăm sóc cho những đứa cháu nhỏ trong họ hàng và hàng xóm. Lúc vào viện để điều trị thì bác sĩ cũng nói tôi rất là căng thẳng, tôi rất là sợ. Thế nhưng vẫn quyết tâm để chữa. Thì người thì một phần là tư tưởng, một phần là sức khỏe rất là mệt mỏi. Nhờ cái sản phẩm An Can này thì tôi thấy là cái sức khỏe rất là tốt, tinh thần rất là thoải mái. Thế cũng may là có cái sản phẩm này thì sức khỏe của tôi được hồi phục, mà tôi cảm thấy rất là sung sướng và hạnh phúc. Có thể nói, sự ra đời của An Can đánh dấu bước phát triển đột phá của nền y học dân tộc nước nhà trong việc phòng ngừa ung thư cho toàn nhân loại.